À, chuyện biến thái, ok. Mình sẽ kể đến bạn nghe cái chuyện một câu chuyện cực kỳ là quái đản, ok. Mình xin cắt ngồi. Chưa nữa, thật ra mình bị thái rất nhiều. Mình ở đây đấy, mình coi lần thứ hai của mình đó. Nhưng mà lần vừa rồi, tự nhiên không hiểu trời xuống bên biển như nào. Mình thuê hai đứa bạn. Bạn, không phải bạn, là thuê hai đứa. Bạn gọi là xã hội đi, bạn ăn chơi. Em hai đứa chúng nó có tiền, mình thuê hai đứa chúng nó chở đi cho mình. Xong rồi mình bị cái là mình rất là dè chừng với tất cả mọi người, nhưng mà khi mà mình đã thân với ai rồi thì mình lại quá tin tưởng. Thì mình bay hai bạn đó và một bạn nữ khác nữa qua Việt Nam cùng với mình. Mình có rất là nhiều ý tưởng, mình muốn làm nhiều thứ lắm. Nên là mình... một ngày đẹp trời mình có một chị, một người từng là một người bạn, một người chị ý trở nên hiện tại chị ý... chị ý thì xông vào nhà mình ở Vinhome đồng khởi, chị đánh ghen tùm lum tà la, chạy đường sao đào loạn cho nên xong lúc đó mình mới cảm thấy mệt mỏi, mình quyết định là mình đi nước ngoài, không ở Việt Nam nữa. Đó là một lần nữa là trốn tránh. Cái tính của mình ấy, không phải là mình sợ thế thôi, nhưng mình không thích những cái nguồn năng lượng mà nó xấu như vậy. Và trong cái quá trình đó thì mình chuẩn bị phẫu thuật ở bên Thái. Phẫu thuật ở đây là không hề phẫu thuật ở đây. Nên là mình uống rất là nhiều thuốc và họ cũng đưa cho mình nhiều thuốc để uống nữa. Mình không biết chắc chắn là mình uống thuốc gì. Mình chỉ biết lúc đó mình rất là ngơ. Mình ngơ cái họ nói gì mình cũng làm theo. Họ chẳng hạn như là họ dùng thẻ tín dụng của mình, xong rồi họ cứ thế họ bút thẻ máy bay. Các bạn hiểu không? Chẳng hạn như là anh nhung nhớ anh lấy thẻ của em, xong rồi anh dùng một cái account của cái hãng máy bay đó, nhưng anh trả tiền bằng cái thẻ của em, xong cứ thế mua vé máy bay thôi. Anh cứ mua khoảng tầm tỷ mấy tiền vé máy bay. Xong lúc đấy cũng ngơ ngào ngáo không biết gì, chúng nó lừa hết tiền, lấy hết sạch tiền. Nhưng mà có cái đau hơn là cái lúc mà qua bên Thái rồi á, lúc đấy nó lại lấy hết tiền của anh hết, tức là có bao nhiêu tiền bạc trên người, gần 1 triệu bạc, nó lấy hết trên người, anh không còn một xu nào. Mà anh lúc đấy mới phẫu thuật xong, máu bè bét. Hai người chúng nó giúp anh ở khách sạn của mình, không ai chăm cho anh hết, mình anh tự chăm. Khách sạn thì muốn đuổi anh ra bởi vì anh không có một xu nào trên người. Gọi điện về Việt Nam thì không một ngân hàng nào giải quyết, mặc dù mình là khách hàng. Mình xin lỗi, hiện có thằng nào tiêu nhiều tiền với anh luôn, mà anh không có nợ bất cứ một xu nào anh được không. Nợ tình có thể không có tiền đâu. Nên ôi, thật ra được vừa rồi có nhiều thứ. Rồi bạn trợ lý Peter Khánh Đặng lúc trước cũng làm ở đây chụp hình này. Bạn ấy cũng lừa anh. Tức là bạn ấy cũng làm rất nhiều thứ trong tổng lực. Và cái vụ mà ok, anh cho hai đứa bạn anh làm răng, không hiểu sao nhưng răng mình không làm, cho hai đứa đi làm răng thử được răng. Nó về đưa mình cái bill 690 triệu, mình cũng trả ok, cũng chuyển cho người ta 500 triệu. Bây giờ mình nghĩ lại bảo ôi mình bị làm sao, vì cái lúc đấy anh nghĩ là do uống thuốc giảm đau được rồi. Nhưng mà cái mà làm cho mình buồn đó là trong
trong đầu mình thật ra là các bạn phóng viên này có rất nhiều bạn mà chơi với anh từ mấy năm rồi, biết tình anh là cái thằng thật ra cực kỳ dễ thương, anh cực kỳ dễ thương và cực kỳ tử tế với cả mọi người thật sự, chứ không lúc nào mà tử tế với anh. Nhưng mà mình cứ nghĩ là mình tốt với người khác thì người ta ít nhất là không phải người ta tốt với mình, nhưng mà ít nhất người ta không hại mình. Yeah, it's okay. Chả sao, có những thứ nó phải xảy ra như vậy. Mình biết là trên cuộc đời này ngoài ba má mình ra thì đôi khi là nên là được rồi, anh học được nhiều bài học và anh bắt đầu cảm thấy con người anh nó khác hoàn toàn luôn. Và bây giờ trước khi anh làm bất cứ một cái gì, anh luôn luôn cảm thấy có lỗi. Ô, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với anh luôn, nhưng mà anh nghĩ là anh biết là chuyện gì đang xảy ra với anh. Anh luôn luôn cảm thấy có lỗi. Và nhưng mà nghĩ lại như bảo, tại sao anh phải cảm thấy có lỗi? Đúng là nó đang không có làm gì sai đấy. Chả là sắp tới anh sẽ ăn chay luôn, còn gì nữa. Có nhiều thứ, nói chung là anh nghĩ là cuộc sống của anh vừa tốt hơn chưa nhiều. Không có nhu cầu nhiều, anh chỉ có nhu cầu làm những điều tốt để thiện thế. Yeah, và thi thoảng vui thì hát cho các bạn nghe. Em nói. nhưng mà thật sự chia sẻ các bạn là cái khoảng thời gian vừa rồi ấy, nó rất là kỳ quặc với mình, bởi vì chưa bao giờ trong cuộc đời mình mà mình cả ba tài khoản cũng mấy chục ngàn đồng ở trong đấy. Mà thật ra người nợ tiền mình, người nợ tình mình cũng rất nhiều, không có ai giúp, không một ai luôn. Mình trong đầu nghĩ là quả wow. Nhưng mà không sao, nhưng mà lần rồi nhiều thứ kỳ quặc xảy ra đấy, nhưng mà anh cũng lời hát từ tiên.